Anh em nhìn này, cái gioăng này nó quá dày luôn. Đây, lấy cái gioăng kia cho anh. Gioăng gioăng thép đây này, anh em nhìn này. Đây là những cái gioăng quilat nó bằng giấy nhá. Gioăng bìa đấy nhá, nó dày như thế này. Đấy, gioăng bằng máy. Họ đã thay, con này đã làm máy hoặc là làm xi măng hoặc là thổi gioăng mặt máy quá nhiều rồi. Đây các bác nhìn này, đây cái vết nước đang rỉn rỉn đây này, chảy nó. Tất cả các bác nhá, em là Sông Bốn Bánh đây. Hôm nay em sẽ chia sẻ anh em là xử lý cái bệnh coi như là hao nhớt của một con xe Moling đời 2010 2011. Con xe này của một bác coi như là trong ô tô fan, mà trong năm bác ấy cũng muốn là xử lý cái bệnh này, nhưng mà do công việc và trong năm do yêu cầu xe đi nên bác ấy cũng bận và em cũng bận nên là không xử lý được ngay được. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ anh em luôn và làm. Hôm nay thì bác ấy qua thì trước tiên để làm cái bệnh này, và trước tiên em sẽ kiểm tra và đã hạ máy xuống. Thì đây hạ máy xuống rồi, nhưng để cho nó rõ ràng cụ thể hơn thì anh em cũng sẽ kiểm tra từng con buji để chia sẻ anh em biết được là con này ăn nhớt ở cái tầm như thế nào. Em tháo cho anh mấy bốn con buji đi. Và con này máy người ta đã làm những cái gì rồi với những cái xe đời này, nó còn zin hay không zin. Tất nhiên là đây các bác nhìn này, em đã tháo ra đây. Với những con xe với những con xe ăn nhớt đây, các bác nhìn này, trên chấu buji nó sẽ có những cái đóng vẩy đóng chóc này. Đây, anh em nhìn này, đấy đấy thấy chưa, đấy, và nó sẽ đóng mọi ở đây rất nhiều. Đây một con này, máy này còn đỡ hơn này. Đấy đây con này này, con này còn nhiều hơn này. Đấy con này cũng vậy này. Đấy nó nhìn này, đấy, và đồng thời là xử lý lại cái hệ thống coi như là làm mát của xe bác này. Thì đây, thì khi tháo ra anh em nhìn này, soi sát đây em, họ đã thay cái gioăng cực kỳ dày luôn này. Đây, cái gioăng thép này, đây, gioăng quilat nhá, anh em nhìn này, cái gioăng này nó quá dày luôn. Đây lấy cái gioăng kia cho anh, gioăng thép đây này, anh em nhìn này, đây là những cái gioăng quilat nó bằng giấy nhá, gioăng bìa đấy nhá, nó dày như thế này. Đấy gioăng bằng máy, họ đã thay, con này đã làm máy hoặc là làm xi măng hoặc là thổi gioăng mặt máy quá nhiều rồi. Đây các bác nhìn này, đây cái vết nước đang rỉn rỉn đây này, chảy nó ô hết, nó rỉ hết đây này, anh em nhìn này, cái lốc đấy. Đấy, đây là những cái gioăng quilat con này đã xử lý lại nhiều lần, và cái lốc máy nó cũng đã coi như là bị han rỉ hết. Em phải đánh lại vệ sinh, kiểm tra lại tất cả những cái mắt nước. Đây mắt nước này, đấy, đây cái gioăng quilat của nó đây anh em nhá. Đây này, anh em nhìn này, đấy, cái gioăng này nó quá dày, còn nếu mà gioăng xịn của nó đây, anh em nhìn này, nó chỉ mỏng như thế này thôi. Đây là những gioăng thép. Khi mình làm hơi hay làm máy mà những cái xe mà nó đã thay cái gioăng kia rồi thì bắt buộc mình phải làm lại bằng cái gioăng này cho nó ngon nhất, để cho nó tránh coi như là chảy dầu chảy nước, và thời hạn sử dụng nó được dài hơn. Đấy, về cơ bản con này là số tự động nhá, số con này còn zin này, chưa có vết bỏ cả anh em nhá. Đấy, bác này được cái hộp số này còn zin. Soi kỹ đây anh xem. Đây thì em đã hạ xuống như thế này, và đồng thời cái dây cao áp đây các bác nhìn này, này soi sát đây, nó cũng đã đứt nhá, trong quá trình sử dụng lâu ngày là lão hóa, và con này sẽ phải thay bộ dây cao áp này để cho nó ngon đi, cho nó không bị nhảy lửa. Đấy, đồng thời trong quá trình làm em sẽ kiểm tra cái bơm nước này. Rất nhiều anh em nhé nói là bảo làm trung tu là làm bệnh ăn nhớt, trung tu thì gồm xi măng, phớt quýt và bít tông và nòng. Đấy, và tháo ra kiểm tra bạc biên ba lê xem có cái gì nó mòn không thì mình thay thế nhá, và cổ trục biên, cổ trục cam, nhưng cũng phải kiểm tra cả những cái bơm nước này và những cái dây culo cam nó nằm trong đây nhá, và những cái dây culo tổng này. Đấy thì những cái nào mà nó kém thì bên em sẽ thay thế cho anh em
Đấy là những cái mà nó là phát sinh nhá anh em nhá, chứ không phải là nằm trong cái gói là làm trung tu. Những cái này nó phát sinh đấy, thường thường thì làm trung tu những cái dây này nó rất chi là khó, nằm trong hộp này rất chi là khó tháo nhé, nên làm thường thường bọn em hay thay luôn cho anh em để đảm bảo an toàn, chạy được cỡ khoảng 8 đến 10 vạn thì anh em lại thay. Đấy là những cái mà em nói luôn, thường thường xe thay thế rồi thì tầm 8 vạn anh em nên thay cái dây cua cam trong đây nhá, để tránh coi đi đường đứt cam, sinh ra coi như là cong hết xung bắp đấy. Thì đây bây giờ em chia sẻ anh em trước khi dỡ máy ra thì đều phải kiểm tra từng tí một, nếu nó có vấn đề gì thì mình cũng biết được, mình xử lý và mình làm ngay ở dưới để lên rồi không còn cơ hội để làm nữa đâu, lên rồi là rất mất thời gian nhá. Thì đây em chia sẻ anh em vậy, bây giờ em cho anh em dỡ máy. Em ơi tháo dần đi đấy, tháo bắn cái này ra đây, lấy bốn cái này ra, lấy súng bắn pin bắn cái này ra.